Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của anh em nhà sàn Trí Nguyên. Hôm nay cùng anh em nhà sàn Trí Nguyên tìm hiểu thêm về cách phân biệt giữa đá ma não và đá calcedon. Đá ma não và đá calcedon được anh em lấy ở vùng Tây Nguyên, vùng Đắk Nông của Việt Nam mình. Như trước mắt các bạn, đây là những đá ma não và đá calcedon. Anh em sẽ hướng dẫn thêm các bạn biết calcedon thì nó như thế nào và ma não như thế nào. Như đây trước mắt các bạn, đây là một cục đá calcedon màu xanh này. Đá calcedon màu vàng. Đá calcedon thì có nhiều màu sắc khác nhau. Có đây là màu vàng mật ong các bạn này. Màu vàng mật ong. Đây. Có cục lại nửa vàng, nửa xanh. Các bạn nhìn thấy rất đẹp. Còn đây là đá ma não này. Đây là ma não. Các bạn nhìn thấy ma não. Anh em để lẫn lộn nhau. Nhưng mà nếu mà không chuyên nghiệp thì các bạn khó phân biệt được giữa đâu là ma não và đâu là đá calcedon. Có một phương pháp, anh em giới thiệu các bạn. Như cục đây là cục đá ma não này, mà gọi là ma não thạch dừa. Nhưng mà anh em làm vỡ, mất phất ngọn, nhưng mà mình cứ để đây để anh em và các bạn xem nó khác biệt như thế nào. Các bạn nhìn thấy khi anh em soi pin vào, này, nó sẽ thấu quang và già, là đá ma não. Còn đá calcedon khi mình soi pin vào, các bạn nhìn thấy này, không thấu quang được, là đá calcedon. Đây là một phương pháp để phân biệt thêm. Đây. Còn đây là đá ma não này các bạn này. Khi em soi pin vào các bạn nhìn thấy này, sáng rực lên này. Ma não. Đấy. Cực kỳ đơn giản. Viên này viên ma não này. Đấy, khi các bạn soi pin vào này, nó sáng thấu hồi quang phía trong. Có hai cục đá calcedon khá đẹp để các bạn nhìn. Cục này thì anh em soi pin vào nhưng mà nó chưa thấu quang lắm, vẫn còn là calcedon. Viên này cũng vậy. Đá calcedon thì có nhiều màu vân rất đẹp các bạn, đá tự nhiên đẹp. Có những hoa văn này các bạn này. Đá calcedon và đá ma não đều có năng lượng cả, đều thuộc dòng đá ban quý, Còn đây là những quả cầu đá calcedon các bạn này. Calcedon vân khá đẹp. Một kim tự tháp bằng đá calcedon màu xanh, có những hoa văn khá đẹp, kiệt tác. Chơi đá phong thủy thì có sẽ có năng lượng và trường tồn lâu dài. Một số vòng tay anh em làm ra từ đá calcedon và đá ma não. Đây là một cái vòng tay bằng đá ma não các bạn này, của Việt Nam mình. Khá đẹp. Còn đây là mặt Phật anh em làm từ đá calcedon. Cảm ơn các bạn đã xem video. Anh em ở sàn xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn là người yêu thích đá phong thủy tự nhiên, mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi anh em ở sàn Tứ Nguyên. Xin chào và hẹn gặp lại.